thì Will xin giới thiệu đến mọi người một bí kíp ngày tiếp theo của Will trình bày đến mọi người ngày hôm nay. Và tập ngày hôm nay thì liên quan đến cơ bụng. Nào mọi người hãy cùng học xem nhé. Bài tập ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đón xem clip này cùng Will. Hy vọng là với những cái bài tập bổ ích ngày hôm nay, mọi người sẽ rèn luyện lại cơ bụng săn chắc của mình nha mọi người. Một lần nữa thì Will cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng mọi người đón xem những clip sau của Will. Hy vọng là những clip sau thì Will sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.